mà bẻ qua năm phải không anh? Tháng bẻ một lần, từng bẻ một lần vậy đó. Từng bẻ một lần. Vô từng bẻ một lần. Từng bẻ một lần. À, coi như trồng cái ổi đó 7 tháng là có trái. 7 tháng có trái mà từng bẻ một lần. Lần bẻ chừng 100 kg không? 100, 200. 100, 200 mà 100 kg là coi như được 1 triệu. 200 được 2 triệu. Các vị biết đi, vậy là từng cũng kiếm 10 triệu rồi, từ ngõ là như chơi. Mà đi đám mà từng tháng đi mấy đám? Hả? Tháng thường. Khi tháng này trúng thất chứ đâu phải là tháng mỗi tháng mà có. Không, ví dụ như năm anh có tính được bao nhiêu đám tiền không? Không có ghi. Không ghi. Đó là vô phương, không có tính ví dụ đó. Trời đất ơi, sao ở đây em nói người ta than gì ra đám không thì tại sao là nhậu nhiều hay là tốn tiền anh? Tiền á. À, cứ đám đi trung bình như là 200-300 phải không? 300. 300 mà em cho giờ 10 đám là 3 triệu. Năm chứ em nghĩ chắc tốn cả chục triệu tiền đám mà không? Trên chục triệu. Trời. Nhưng mà không đi được không? Không đi kỳ lắm. À, tại vì mình cũng mời lại rồi, có chuyện mình cũng phải nhờ người ta phải không? Quá lợi, mình quá lợi. Thì đây là lối sống của làng xã rồi không anh? Thôi kệ, có qua có lợi, có công có chuyện nhờ được người này người kia thôi, ai sao mình vậy, thôi kệ. Dòng họ đồ không đó, anh em rồi. Không đi không? Đi. Đó, thì dưới quê thì chỉ có cái đám tiệc nhưng mà thôi nó hành văn hóa rồi, nhưng mà mình đừng có cho nó là vấn đề nặng nề, coi nó là giao tiếp thôi cũng không sao. Năm chừng chục triệu đường đám mình đâu có sao đâu, anh bẻ chừng hy sinh tháng thôi, tháng ổi là được rồi. 11 tháng còn lại thì mua vàng thôi anh. À, em nói thiệt nha, một tháng 10 triệu ở đây sống đủ không? Quê á? Đâu hết. Ủa sao không hết? Ăn thì chỉ mua gạo thôi chứ cây rau trong vườn rồi phải không? Hết. Rồi thịt cá thì sao? Thì cá là thiên nhiên, mình bắt thiên nhiên. Bắt thiên nhiên. Mình ăn thế. À. Nói vậy thấy không? Một gia đình đúng không anh? 10 triệu gia đình đó là sống khỏe đúng không? Đám tiệc cũng không có đâu. Dạ. Dạ em hỏi ở thiệt chị là 10 triệu một tháng là anh chị là sống khỏe không? Nào một tháng ở nhà chị á. Chị là khỏe mà. Bộ các em biết gì không? Ở đây chỉ có tiền đi đám là mắc hơi nhiều thôi chứ đâu không đi đám đâu, là có dư nhiều đúng không vậy? Tháng chị 10 đám là đồ bỏ. 10 đám đám cũng phải là 300. Hết 3 triệu rồi. 10 đám là tệ luôn. Dạ, còn 7 triệu là chi phí lặt vặt. Nói thẳng ra chỉ mua gạo thôi chứ đồ ăn thì đi ra đổ nò là có rồi. Mà chị có mua thịt cá gì thêm mà chợ không? Có chị mua thịt lâu, chị mua chị Sáu ăn rồi vậy á, chứ chị Sáu ít luôn á. Chị Sáu chỉ ăn cá là chính thôi vậy? Cá không, không cá thì mình như mình cá mình mặn cái mình đem phơi khô rồi vậy đó. À rồi rau thì mình bẻ ngoài vườn. Rau ở nhà chị có loại rau gì? Rau lan. Rau lan, rau muống rồi đó. À. Ừ, dạ. Rau của chị trồng cho dê ăn nha. Dạ. Ăn cái chị cắt đọt cho chị luộc. Dạ. Có lý. Vậy là cuộc sống quá là heo lì rồi. Ủa thằng Tý đi học vậy một tháng mắc tiền không nha? Trời, thằng Tý đi học có sao như sáng em đi chợ mua hộp cơm sườn. Dạ. Đâu có đóng tiền gì đâu. Ủa? Không có đóng tiền mà em mua chỉ mua có bộ sách là đâu có đóng tiền học phí đâu. Ủa sao vậy? Tất cả trường nào cũng vậy mà. Từ lớp 6 trở lên thì mới đóng. À, từ lớp 1 năm là không đóng tiền, không đi học. Không có đóng tiền gì hết. Từ cấp 1 là không đóng tiền. Ờ, như thằng Ken là tại thằng Ken nó gửi trẻ biết không? À, gửi mà bán chú. Ờ, đúng rồi, chứ thằng trong ngoài chị đâu có gửi. Vậy là chỉ tốn tiền sách vở thôi. À, mà đâu có nhiêu tiền hả? Năm đâu có nhiêu? Tiền sách 600 mấy với ba với hai bộ đồ là có 1 triệu bạc á. Cái nguyên một năm á. Một năm có 1 triệu bạc hả? Ừ. Thì mua hai bộ đồ đi học đồng phục á. Dạ. Hai bộ là 400 với bộ thể dục luôn là có 400 á. Còn lớp 6 chưa lên thì đóng tiền học mắc không? Em đóng tiền học phí năm hai học kỳ là 1 triệu. Đâu có bao nhiêu tiền? Thì chừng nào lớp 6 mới đóng tiền. Ai trả lời em mới đóng tiền. Đóng đâu có nhiêu đâu, 1 triệu bạc năm rồi. Học phí lớp 6 là có 500, em đóng 2 lần. 500 một học kỳ. Ờ, rồi 500 học kỳ 2 đóng nữa chứ không có. Dạ. Nhưng mà sách thì mình tự mua hết vậy đó. Thì đó, những người nào mà cha mẹ không chịu giữ thì gửi mới đóng tiền thôi. Ờ, gửi tháng là 1 triệu mấy á. Là gửi trong trường học người ta giữ bán chú á. Giữ người ta nuôi ăn luôn. Dạ, nuôi ăn, ngủ, nghỉ là lo, đúng rồi. Người ta dạy học thôi. Thì thấy không, về Việt Nam tìm hiểu nhiều cái hay lắm á. Đây, tôi nay cập nhật thực tế luôn, ở Việt Nam là thông tin cấp 1 không đóng tiền nha, chỉ mua sách thôi. Cấp 2 thì đóng một học kỳ có 500 ngàn thôi, dĩ nhiên sách vở phải tự mua rồi. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều cho biết thông tin quá quý giá luôn. Chịu khó đưa đón nè phải không? Mình đưa đón cháu mình thôi. Cháu chị gần xịu vậy. Có đứa chạy xe đạp được, có đi được chứ bộ. Tại mình sợ, mình dám cho. Dạ. Chứ con tay tài nó tự chạy đi luôn á. Đúng rồi. Rồi bữa nay mê sống đây quá, lát mốt về sống chung với ông đây cho nó vui. Về là sống vui. À.
Ta nói về đây sống nổi không? Thấy sống nổi không? Cả gia đình cùng làm ha. Ủa mà thu nhập hỏi thiệt này, hỏi thiệt tình, chừng 10 triệu một tháng sống được không? Chi phí mắc không anh, điện này đốm là mắc không một tháng á. Nếu mà anh làm thì không nói, anh làm thì điện chắc mấy triệu một tháng thôi. Xe điện mà. Nếu mà gia đình mình thấy thì một tháng được cái gì, vài trăm ngàn gì đó. Vài trăm ngàn hả? Thôi được rồi hả? Bắt được hai mà. Thì thôi tôi về đi, hồi ông đem lại tôi được không? Chạy chạy vô, tại vì mình lấy phê cho hai đứa em nó đi về Sài Gòn. Nó bỏ bao đi, về ăn sáng rồi đó. Đây, về quê là chỉ có em ăn đơn giản lắm. Rau luộc, cô bắp đó, mớ cá lòng tông kho, ăn cơm, thế là xong. Có gì thấy đơn giản không? Nó bắt nồi lên luộc rau với làm mẻ cá lòng tông là xong rồi đó. Mình về tự mình nấu ăn thôi đó, tự mình nấu ăn. Em đang kho cá, là đang luộc rau và ăn cơm buổi sáng. Đơn giản là có gì đâu phải cầu kỳ. Cuộc sống nhẹ nhàng thôi quý vị, không gì đâu vất vả đâu đó. Em chia sẻ cái góc riêng của em là vậy cho bà con thấy nha. Đây, cái quán cà phê được hình thành hởm mà ổng làm vòng mấy ngày đó xong rồi đó. Bề ngang 6 thước, bề dài 8 thước rưỡi. Ở quê vậy thì sống được rồi. Ủa vậy mình mở ra mình bán luôn chứ không có cho thuê hả thím? Hả coi gì? Mở ra bán. Ai thuê cho thuê hả? Ai thuê cho thuê. Nguyễn này cho thuê được nhiêu một tháng? Nếu người ta hỏi thuê. Thuê á, chắc chịu mấy. Chịu chịu mấy hết luôn á hả? À, phong cách bán vé số là mở nhạc theo phong cách người dùng. Ví dụ như buổi sáng mình nên mở nhạc gì? Uống cà phê. Rồi buổi lỡ buổi trưa gần trưa mình nhạc gì? Cho mình hàng sớm. Còn buổi chiều mình nên mở nhạc gì đặng cho nó phù hợp. Đồng thời phải thích ứng theo những sớm, những tuyến đường hoặc những khu phố người trẻ nhiều hoặc là người già nhiều hoặc ít. Dân dân và dân dân. Coi như là bán vé số mở nhạc theo yêu cầu để mà dễ bán ha. Nhưng mà một ngày chú bán được nhiêu tờ? Có 120 vé à. 120 là lời được 120 ngàn đúng không? Đủ sống không? Đủ. Ở nhà trọ ăn tháng 650. 650. Rồi tính ra ngày 25 ngàn. Dạ. 20 hơi thiếu. 25 ngàn rồi 50 ngàn ăn uống. Là 75. 75. Dạ. Cà phê thuốc lá 30. À. 105. Đủ luôn. Coi như sống vui vẻ ta không cần biết ngày mai là không sao hết. Ngày mai là sao? À, ngày mai ra sao đừng có mặc kệ nó sao tháng, phải không? Một tháng còn Facebook 120.000 điện thoại. Data 4G. Về về đủ luôn. Dư. Mà không bán hơn 120 thôi. À, chiều mai mà có trúng gió rồi là không ngày cầu gió. Dạ. Có mình là sống có mình. À. Trước mắt là thoải mái, bởi vậy nên ta nên vui vẻ sống cho nó có sức khỏe. Chú không cần lo lắng gì hết. Đừng lo ngày mai. À, không lo ngày mai. Thấy lúc nào cũng ngượng tươi cười chứ. Rồi bán chú bán hôm nay có ai trúng không? Năm rồi được giải 10 triệu à. À trúng giải 10 triệu rồi tháng chạp. Dạ. Yeah. Còn hôm Tết này hai con đầu ba con đầu lại gai lại gai. Ừ. Vậy đó. Mà bình thường ngày kiếm được 200 không? Trung bình. Dạ được. Thì được rồi. Xong rồi ngày kiếm được 200. 200 cũng khỏe ha. Kệ cũng mừng, kệ sống qua ngày. Ở nhà trai thôi cũng sống qua ngày, cần chi cho nó mệt. À, ở đây chịu khó là có tiền ha. Được không? Đẩy để phụ cho. Cái xe về chai thôi ha, rồi trừ ăn uống kiếm 200 một ngày cũng mừng rồi. Chào nha.